xả hương hay còn gọi là hu xả hạt thơm là loài động vật chúng ta thường dùng hạt hay gọi là túi xả của hu đực để làm thuốc thông khí khai khiếu băng phiến hay còn gọi là lông não là chất được chiết xuất từ cây đại bi cây từ bi đại nhải chúng ta thường dùng chất tinh đặc cắt lấy từ lá và búp của cây đại bi để làm thuốc thông khí khai khiếu xương bồ hay còn gọi là thạch xương bồ là loài cây thân thảo chúng ta thường dùng thân rễ để làm thuốc thông khí khai khiếu an tức hương là nhựa của cây bồ đề là loài cây thân gỗ chúng ta thường dùng nhựa của cây làm thuốc thông khí khai khiếu